Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Okay, giờ mình sẽ bắt đầu đi mở cái cửa một cách nhất hạn. This lift can use a few dry cells. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Bắt
ra bên bữa này nhá. Ô đâu
gian thử kiếm hóa đơn mã số để ta sẽ là kiếm mã số để bảo vệ quầy tí tiền. Các bạn lưu ý thôi, chỗ này chúng ta phải tìm xem là tên của bạn chứ. Chỗ bạn là gì? Okay, chúng ta có tiền xu ở đây đâu. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi ra bên kia để lấy chìa khóa. Sẽ cho cái cân cộng này thả okay. Sắp trên đây không? Ồ, đúng không? Chỗ luôn. Rồi, chúng ta sẽ lấy chiếc chìa khóa.
kem nha, di chuyển. Chúng ta đã vào trong rồi, kéo một sợi đồ xong. Ok, chúng ta đã lộ đầy rồi, theo mình sẽ ra ngoài. Ok, tiếp theo sẽ đi lấy cái kim ở trong
để giải cứu cậu bạn. What will the ice cream maker want from me? Chúng ta luôn may mắn lắm. Tôi tìm trong các thùng rác ạ.
What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Bắt con mèo.
Jay, help me out of here, please! Các bạn có thể nhận ra.